địa điểm phong tỏa. Ngoài hai địa điểm hôm nay ra đi thăm cụ thầy. Cụ vẫn khỏe đấy. Cụ bảo xin chào các xin chào mọi người đi, cụ bảo xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe, hát nhiều vào. Đúng là dỗi ra thăm tôi. Là không được thì không đây bây giờ là quay bạn ấy không quay được, anh không bấm nút các bạn. Hai thầy trò hát một câu suối chảy thác reo về hàn giờ, suối chảy thác reo mình lô xô sông vỗ thấp cao mấy từng đồn vui náo nức từng mừng ba bóng đi thác tích xem chừng bằng cảnh động tiên. Trên bộ dưới thuyền sóng gió, trên bộ dưới thuyền chim kêu hạ cả múa sớm hôm về trầu nhấp nhô sóng vỗ bản đầu non xanh nước biếc một màu đẹp như in đi. Xuôi ngược các miền thuyền bè, xuôi ngược các miền rủ nhau sắm lễ, rủ nhau sắm lễ về đền của ba bông hải cửa non trắng biên rừng